Chỉ nhìn ngoại hình, cộng đồng mạng có thể đoán ra những sao Việt cùng tuổi. Lý Hải hơn tuổi Hoài Linh, Hà Tri Quân, Thủy Tiên gây bất ngờ. Nhiều sao Việt sinh cùng tuổi khiến khán giả bất ngờ bởi người vẫn giữ được vẻ xuân sắc, trong khi đồng nghiệp khác lại chững chạc hơn hẳn. Lý Hải, Hoài Linh. Những người không biết đều lầm tưởng rằng Hoài Linh lớn hơn Lý Hải chục tuổi, nhưng sự thật lại khiến nhiều người phải bất ngờ. Thật ra, cặp sau này chênh lệch nhau 1 tuổi. Lý Hải tháng 9 năm 1968, còn Hoài Linh sinh tháng 12 năm 1969. Tuy nhiên, nam ca sĩ trọn đời bên em lại có khuôn mặt trẻ trung, thân hình vạm vỡ, rắn chắc. Trong khi đó, nam diễn viên hài sinh năm 1969 lại trông già dặn, giản dị và chân chất hơn. Trấn Thành, khác biệt. Về mặt ngoại hình, tuy không cao nhưng Trấn Thành có gương mặt sáng sủa, tuấn tú. Anh thay đổi kiểu tóc theo phong cách trẻ trung. So với khác biệt, nam danh hài Trấn Thành không kém cạnh. Có lần, trên trang cá nhân, giọng ca anh khác hay em khác còn đăng tải dòng trạng thái và thông tin về chuyện Trấn Thành ngồi đợi chờ Hà Tri Quân làm việc. Khác biệt tâm sự. Các bà vợ chị em bên nhà mình bây giờ cãi nhau với chồng, toàn có câu. Đấy, anh nhìn Trấn Thành xem. Ok, đang nhìn đây. Ông ơi, ông vừa phải để bạn bè còn có cửa sống với chứ. Như thế này toàn hết nhà cửa chúng tôi, cho thấy mối quan hệ của hai sao nam bằng tuổi này khá thân thiết. Đan Trường, Xuân Bắc. Cùng sinh năm 1976, nhưng anh Bo Đan Trường và Xuân Bắc lại có ngoại hình chênh lệch rõ rệt. Lâu nay, Đan Trường vẫn luôn nổi tiếng là một sao nam có diện mạo trẻ trung, điển trai. Hiện tại dù đã bước qua độ tuổi 40, nhưng ngoại hình của nam ca sĩ Tình Khúc Vàng vẫn không khác gì so với chục năm trước. Trong khi đó, nam tàu Xuân Bắc lại có ngoại hình chững chạc, có nét dài dặn hơn. Dù vậy, nam MC vẫn ghi điểm lớn trong mắt khán giả bởi sự hài hước, duyên dáng. Ông Cao Thắng, Quách Ngọc Ngoan. Có ai tin rằng Quách Ngọc Ngoan và ông Cao Thắng lại cùng sinh năm 1986. Dẫu đều nổi tiếng là những nam thần của làng giải trí Việt, nhưng hai ngôi sao này lại mang hình ảnh trái ngược. Lâu nay, ông xã Đông Di gắn liền với hình ảnh thiếu gia thư sinh, điển trai, thì Quách Ngọc Ngoan lại có vẻ ngoài phong trần, dài dặn hơn. Chưa kể, trong khi ông Cao Thắng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung theo thời gian, thì Quách Ngọc Ngoan lại bị nhận xét là xuống phong độ. Không chỉ các sao nam, khi các sao nữ có style và hình tượng khác nhau đã khiến khán giả khó đoán được họ cùng tuổi. Hà Tri Quân và Thủy Tiên. Cùng sinh năm 1985, cả Hà Tri Quân và Thủy Tiên đều được nhiều chị em ngưỡng mộ vì duy trì được một làn da trắng sáng mịn màng, thân hình gọn gàng. Tuy nhiên, khi đặt hai mỹ nhân này lên bàn cân so sánh thì vẫn thấy rõ sự khác biệt. Thủy Tiên rất xinh đẹp và quyến rũ, tuy nhiên cô bạn đồng niên Hà Tri Quân thì thực sự là quá trẻ so với tuổi rồi. Cũng một phần do phong cách ăn mặc hai sao nữ theo hai style khác nhau nên khiến khán giả lầm tưởng. Việt Hương, Trương Ngọc Ánh, 1976. Cặp sau này được đánh giá là có độ chênh lệch ngoại hình rõ rệt nhất. Nếu không nói, hẳn chẳng ai nghĩ cả hai đều cùng sinh năm 1976 và hiện đang bước sang độ tuổi 45. Lâm Vĩ Dạ, Ngọc Trinh, 1989. Cách đây không lâu, khi cùng xuất hiện trong một chương trình, Lâm Vĩ Dạ đã rơi vào tình thế khá ngượng ngùng khi Ngọc Trinh liên tục gọi mình là chị, dù cả hai sinh cùng năm. Ngay sau đó, bà xã Hứa Minh Đạt đã phải lên tiếng đính chính. Thật ra đừng kêu bằng chị nữa, hai đứa mình bằng tuổi, Trinh lớn tháng hơn tôi mà. Lúc này, khán giả mới vỡ lẽ rằng, hóa ra cả hai mỹ nhân đều cùng sinh năm 1989. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Trinh vốn sở hữu khuôn mặt tròn phúng phính, chăm dưỡng nhan và có gu thời trang sành điệu nên mới duy trì được phong độ trẻ bất bại như thế. Ngược lại, Lâm Vĩ Dạ nay đã là bà mẹ hai con, theo đuổi phong cách ăn mặc kín đáo, chững chạc, nên việc trông cô dài dặn hơn đồng nghiệp cùng tuổi cũng là điều dễ hiểu. Sinh cùng năm nhưng vì theo đuổi những phong cách khác nhau, thêm vào đó là còn bận rộn với công việc cá nhân cũng như gia đình đã dẫn tới sự khác biệt ngoại hình ở các sao Việt bằng tuổi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, ngoại hình của họ vẫn vô cùng ấn tượng và đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi của mình, phải không nào? Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!